ba anh em ruột thụ phong linh mục trong cùng ngày. Ngày 8 tháng 9 năm 2021, nhằm ngày lễ mừng sinh nhật Đức Maria, ba anh em nhà Avenido đã được Đức Tổng Giám mục Jose Cabantan chuyển chức linh mục trong thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa thánh Augustine ở thành phố Cagayan de Ozo, Philippines. Ba anh em đều là tu sĩ hội dòng dấu thánh Chúa Kitô. Ba tân linh mục trong một gia đình có 7 anh em, gồm 6 trai và 1 em gái út. Linh mục Jesse James Avenido năm nay 30 tuổi, linh mục tiếp theo là Zetonia Avenido, 29 tuổi, và linh mục Jersonji Avenido năm nay 28 tuổi. Ba anh em cách nhau chỉ 1 tuổi trong một đại gia đình. Ba anh em đã trải qua quá trình đào tạo và học tập tại chủng viện, trong đó anh lớn là linh mục Jesse James vào chủng viện năm 2008, sau đó đến Zetoni vào năm 2009 và cuối cùng là Jersonji vào chủng viện năm 2010. Trước khi vào chủng viện, người anh lớn Jesse James ban đầu muốn trở thành cảnh sát hoặc kỹ sư điện tử. Anh thậm chí còn đăng ký học tại cơ quan phát triển kỹ năng và giáo dục kỹ thuật. Nhưng sự lựa chọn cuối cùng là trở thành chiến sĩ cho Chúa Kitô. Trong khi đó, người em trai kế Zetoni muốn trở thành một giáo viên, nhưng Chúa đã chọn gọi anh để trở thành thầy dạy lời Chúa. Sau cùng, người em trai Jersonji muốn trở thành bác sĩ. Nhưng Chúa đã có những kế hoạch khác của Ngài và chọn gọi anh trở thành người chữa lành các vết thương của tâm hồn. Tình yêu và sự hỗ trợ của gia đình họ đóng một vai trò lớn, đặc biệt là cha mẹ họ đã đánh thức họ trong niềm tin. Cha mẹ của ba tân linh mục là những người công giáo đạo đức và làm những công việc rất bình thường. Ông bố tên Ganlado là một nông dân và nhân viên bảo vệ, trong khi bà mẹ tên là Babaza là một người giữ trẻ. Linh mục lớn nhất trả lời, cha mẹ chúng tôi là những người làm việc cực nhọc, nhưng họ cho con cái những lời giảng dạy có tư cách. Trước hết, chúng tôi gặp khó khăn về tài chính vì chúng tôi nghèo. Người gánh vác công việc chính của gia đình chúng tôi là cha tôi, vừa là bảo vệ vừa là nông dân. Tuy nhiên, anh chị em tôi vẫn rất biết ơn sự hy sinh của cha mẹ và những người đã giúp chúng tôi tiếp tục con đường làm linh mục của mình. Ba anh em linh mục có thông điệp không chỉ cho mọi người hay những người muốn theo con đường tu trì, mà còn cho tất cả phụ huynh của các linh mục. Một trong những thách thức và thách thức lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta ngay bây giờ là đại dịch mà chúng ta đang phải đối mặt. Nhưng đó không nên là lý do của cha mẹ để ngăn người trẻ bước vào con đường trở thành linh mục. Thay vào đó, chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ họ nhiều hơn trong các quyết định của họ. Và gửi đến những người trẻ, đừng sợ hãi và lo lắng nếu bạn cảm thấy tiếng gọi của Chúa. Bởi vì không có đại dịch hay khó khăn nào có thể ngăn cản được lời kêu gọi của Ngài. Chúa sẽ ban cho và ban ơn đủ để bạn vượt qua những thử thách và vấn đề sẽ đến với bạn và gia đình bạn. Bạn chỉ cần có niềm tin. Amen. Tin cho linh mục của Chúa luôn dẫn bước kết
Xin cho linh mục của Chúa